Mọi điều bạn nên biết về tháng 1 điều gì xảy ra vào tháng 1 năm 2022. Tháng này được đặt theo tên của vị thần La Mã, Janus, người đại diện cho những khởi đầu mới. Bắt đầu ngay tháng đầu tiên của năm. Tìm hiểu về một số truyền thống thú vị, những ngày lễ kỳ quặc, điểm tham quan bầu trời đêm, công thức nấu ăn ấm cúng và hơn thế nữa. Lịch sử của tháng riêng. Các tháng của tháng riêng và tháng 2 ban đầu không có trong lịch La Mã cổ đại vì những tháng mùa đông được coi là không hoạt động. Cả về nông nghiệp mà còn về mặt chiến tranh. Đây là một thời kỳ hòa bình. Cho đến năm 450 trước công nguyên, lịch La Mã là 10 tháng, bắt đầu từ tháng 3, Matthias, do tiết tháng 3. Hãy nhớ rằng Mark được đặt tên cho Mars, vị thần chiến tranh, người cũng là người bảo vệ nông nghiệp. Tháng riêng được đặt tên cho vị thần La Mã, Janus, được biết đến như người bảo vệ các cánh cổng và ô cửa, người tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc. Janus được miêu tả với hai khuôn mặt, một khuôn mặt nhìn về quá khứ, khuôn mặt còn lại có khả năng nhìn thấy tương lai. Thật là một biểu tượng phù hợp cho ngày đầu năm này, tháng này là cửa bước vào năm mới của chúng ta. Lịch tháng riêng, ngày 1 tháng riêng là ngày đầu năm mới. Trong khi bạn vẫn đang hồi phục sức khỏe sau những bữa tiệc đêm trước, hãy đọc về một số truyền thống năm mới khác mà bạn có thể chưa biết và ăn mừng với một số Hopin Zone để cầu may. Ngày 5 tháng 1 mang đến đêm thứ 12. Một phong tục dân gian của Anh đánh dấu sự kết thúc của lễ Giáng sinh và theo truyền thống cổ của người Celt là sự kết thúc của lễ kỷ niệm 12 ngày Đông Chí. Vào đêm thứ 12, theo thông lệ, công ty lắp ráp sẽ nâng ly chúc nhau từ chiếc bát bằng cánh buồm. Ngày 6 tháng riêng là lễ hiển linh, theo các sách phúc âm của Tân Ước. Vào ngày này, các đạo sĩ ba nhà thông thái hoặc vua đã tôn kính và mang quà đến cho trẻ sơ sinh Chúa Giêsu. Nướng một chiếc bánh Epiphany tắt tuyệt đẹp hoặc một chiếc bánh kinh cách với nhân đậu may mắn bên trong. Ngày 17 tháng 1 là sinh nhật của Benjamin Franklin. Ông không chỉ là một chính khách, nhà phát minh và nhà khoa học nổi tiếng thế giới mà còn rất mê nông nghiệp. Ở đây, tại sổ nhật ký của nông dân già, chúng tôi coi ông là cha đẻ của các cuốn nhật ký. Ngày 17 tháng 1 cũng là ngày Martin Luther King Jr. quan sát. Ngày lễ này được tổ chức vào thứ hai của tuần thứ ba trong tháng riêng và tôn vinh các nguyên tắc của nhà lãnh đạo dân quyền và người đoạt giải Nobel dành cho bất bạo động này. Những ngày chỉ để vui chơi, tháng riêng là tháng dọn dẹp máy tính quốc gia và tháng trà nóng quốc gia. Dưới đây là một số điều thú vị hơn để ăn mừng trong tháng riêng, ngày 1 tháng 1. Ngày Z. Vào ngày này, những người có họ bắt đầu bằng Z được đi đầu tiên thay vì họ. Ngày 3 tháng 1, ngày Anh đào phủ sô-cô-la quốc gia. Ngày 6 tháng 1, ngày quốc đậu. Ngày 8 tháng 1, sinh nhật của Elvis Presley. Ngày 10 tháng 1, ngày tri ân cây nội thất quốc gia. Ngày 14 tháng 1, ngày quốc gia trang điểm cho thú cưng của bạn. 20 tháng 1, ngày chim cánh cụt quốc gia. Ngày 22 tháng 1, ngày trả lời câu hỏi của bạn về mèo trên toàn quốc. 29 tháng 1, ngày xếp hình quốc gia. Hải quan bị lãng quên, trở lại làm việc. Nếu bạn thích những phong tục bất thường, bị lãng quên hoặc đã bỏ qua, đây là hai phong tục truyền thống đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ Giáng sinh khi đã đến lúc phải đối mặt với công việc hàng ngày. Thông thường, đây là những ngày nghỉ, đùa, xen lẫn những ngày đầu tiên trở lại làm việc chăm chỉ với một chút vui tươi. Thiên văn học tháng riêng. Ngay cả trong thiên văn học, cũng có một cảm giác về sự khởi đầu mới. Ở Bắc Bán Cầu, ngày lại bắt đầu dài hơn và chúng tôi mong chờ sự xuất hiện trở lại của ánh sáng. Điểm cận nhật, trái đất đi qua điểm gần mặt trời nhất vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Trái đất đạt đến điểm cận nhật là điểm trên quỹ đạo của hành tinh nơi nó gần mặt trời nhất. Ở điểm cận nhật, trái đất sẽ cách ngôi sao sáng của chúng ta 91.406.842 dặm. Đừng quên kem chống nắng của bạn. Mưa sao băng Quadrantis. Các thiên thạch Quadrantis xuất hiện trên bầu trời đầu tháng riêng, tạo ra tới 25 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.
chúng sẽ hoạt động tốt nhất vào đêm thứ 2, ngày 3 tháng 1 đến thứ 3, ngày 4 tháng 1. Để có cơ hội tốt nhất phát hiện chúng, hãy mạo hiểm ra ngoài từ nửa đêm đến bình minh nếu bạn có thể chịu được lạnh. Xem lịch mưa sao băng trong năm 2022. Thời tiết văn hóa dân gian cho tháng riêng sương mù vào tháng riêng mang đến một mùa xuân ẩm ướt. Một tháng riêng thuận lợi mang đến cho chúng ta một năm tốt lành. Nếu cỏ mọc vào tháng riêng, nó sẽ phát triển xấu cả năm. Một tháng riêng sum vầy, một mùa xuân ngập tràn. Chúc một tháng riêng đáng yêu và một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.